là êm rồi. Ui. Mọi người xem này, cái lá đao mình đan lại với nhau nó kín như thế này cơ mà. Này trời có mưa xuống thì cũng không lo nữa rồi. Cái lá đao này muốn kín thì mình phải đan lại như này đấy. Nếu mà không đan lại mình cứ thả cho cái lá đao nó chảy dài xuống thì nó không đảm bảo đâu. Nước mưa xuống là nó lọt xuống hết là bị dột đấy. Chỗ ngủ thì cũng khá là ổn rồi. Nhưng mà thức ăn tối nay vẫn chưa có gì cả. Nghỉ ngơi một tí rồi mình xuống dưới khe đi kiếm bữa tối mọi người nha. Đi tìm bắt cua. Xong rồi chốc nữa về làm thêm một cái bếp ở đây nữa. Ở vị trí này. Làm ở gần giường một chút để đêm mình ngủ thì có có lửa cho nó ấm. Ui, đây này. Thế là được một con. Nhưng mà con này bé đấy, con này không to mấy đâu. Con này là cua thiếu niên. Cua thanh niên, thiếu niên. Dây rừng này, trong rừng có rất nhiều luôn. Nhưng mà để cả sợi to thế này thì buộc con cua khó lắm. Mình phải chẻ ra sợi dây nhỏ nhỏ ra thì mình buộc nó dẻo hơn, không để cả sợi to nó cứng mình khó thắt nó, khó buộc. Sao vào đây là yên tâm rồi ấy, một con còn lâu mới chạy được. Đây rồi, đây này, cái con cua vàng mà hồi nãy mình bắt mà nó... À, đây rồi, có cái ăn rồi. Cứ phải bắt được nó trước đã, xong rồi là nói gì nói sau. Đây, đây này, lúc nãy cái con cua vàng mà hồi nãy mình bắt nhưng mà nó chui vào trong hang ấy. Đây này. Bây giờ mình quay lại xong bắt đầu nó mới lại chui hẳn ra. Nó xảy ra nhiều như thế này mình bắt mới dễ. Chứ nó mà còn lửng lửng ở trong hang thì nó khỏe lắm, mình không bắt được nó đâu. Thế là có cái ăn rồi. Hai con rồi. Thôi cố gắng mình bắt thêm một tí nữa mọi người nhá. Đấy. Hai con. Ngon chưa? Ui, này là quá ngon rồi đấy. Ui, đây có một con đấy. Ui, con này ngon thế. Ui, nó đang sắp chui vào hang rồi kia kìa. Kia có cái hang kìa. Nhưng mà con này bị gãy càng rồi. Con cua này bị gãy mất một cái càng rồi này mọi người. Gãy càng cái này thì lại mất một ấy rồi, mất một miếng rồi. Đây. Ui. Bên này lúc nãy có một con mình bắt hụt mọi người ạ. Đi chậm chậm đây là nó ra chưa. Ui, nó ra rồi kìa. Ui, con này to lắm. Ui. Mày phát này hết chạy luôn nhá. Ui, đây này mọi người thấy chưa. Đây này, từ từ nha. Mày. Đây này, nó cứ mấp mé cửa hang như này. Khó bắt lắm. Mình mà chậm á, là nó... Ui. Mình mà chậm cái là nó tụt vào hang ngay. Mang đây đi. Ngon chưa? Đây này, cua to thế này cơ mà. Con này là to nhất trong cả cái... hội mấy con mấy mình bắt đây đấy. Thế là được 4 con rồi. Ngon chưa? Mình ngồi ở đây mình rình cái con này từ nãy đến giờ đấy, trực 30 phút đấy mọi người ạ. Bắt không được xong nó lại chui vào hang đấy. Xong lại phải ngồi ở đây chờ. Chờ 30 phút rồi nó mới ra. Phải cố chờ lâu lâu một tí, nó ra là mình bắt được ngay. Ui to chưa?
béo lắm mùa này ấy, cái càng to này kìa mà, trông nữa về nướng lên để cái chỗ này ra mút rụp một cái thịt ở trong này ngọt lắm. Ui đói, ui kể đói như thế này đang đói nữa, ui đang đói lại càng thấy đói hơn. Buộc cái này về xong làm, buộc cái này vào xong rồi là xách về để nướng ăn thôi, không bây giờ muộn quá rồi. Ây, mình có kẹp, kẹp tặng. Ui, cái dây này lúc nãy dài mà, buộc xong 4 con cua hết cả dây luôn này. Ngon chưa? Đây này mọi người, thành quả của buổi tối ngày hôm nay này. Vừa bắt được con cua này thì trời bắt đầu nó cũng mưa ầm ầm xuống rồi. Trời mưa thì hơi bất lợi một tí, nhưng mà đổi lại là mình lại có thể dễ dàng bắt được những cái con cua này khi trời mưa xuống. Đấy, càng ngày càng mau hạp xuống rồi đấy. Thôi bây giờ mình tìm đường đi về lán thôi, muộn rồi, đói rồi. Về nướng cua này lên ăn, xong rồi chốc nữa mưa to thì mình lại đi bắt cua tiếp mọi người nha. Không, chốc nữa mưa to lên mình khó về lán đấy. Tắt máy thôi. Bây giờ khuya rồi, trời bắt đầu lạnh rồi mọi người ạ. Nướng ăn ngay bên bếp lửa thôi cho nó ấm. Cưới giày ra đã, ăn cho nó đàng hoàng. Ui. Ui, cua mùa này thì béo lắm. Bóc một con cua to nhất ăn trước mọi người nha. Cua mùa này thì béo. Ui. Đây này, mọi người nhìn xem. Nhiều gạch chưa? Ui, ngọt lắm. Bẻ ra ăn thế nào. Ui, cái gạch cua này nó ngọt lắm. Mình nướng đây là chín rồi. Ui. Đây, chấm với lại muối ớt. Mình giã ra xong rồi đổ ra là chuối này đi ăn. Xin mời tất cả mọi người nha.
Xin chào tất cả mọi người nha. Chúc mọi người một ngày tràn đầy niềm vui và sức khỏe nha. Bây giờ cũng tầm khoảng 8 giờ sáng rồi mọi người ạ. Hơn 8 giờ rồi, mặt trời lên rồi, sương tan rồi. Sáng nay thì mình dậy, mình lấy thêm được một ít vật liệu để làm cái mái che đua ra đằng trước này, che cho cái bếp. Không, trời nó mưa xuống, nước mưa nó hắt vào trong cái bếp của mình, không đun được cái gì luôn. Đang tranh thủ qua cái cánh rừng phía bên này để đi thăm lại những cái bẫy mà hôm trước mình đã đặt, xem là đã được con gì chưa. Ui, đói rồi, rừng thì rộng lắm, chui qua đây cứ băng băng là đi qua thôi. Trên này tới một cái bẫy của mình đầu tiên đây rồi, đi lên trên này xem nào. Ui, được một con rồi mọi người. Ui, được một con chuột rồi. Đây thì mình quay điện thoại lại mọi người xem nhá. Đây này mọi người, được một con chuột rừng rất là to luôn, bụng trắng bốp luôn này. Thế là có thịt ăn rồi. Đây, bây giờ mình phải dùng cái cành cây lá cỏ mình làm mờ hình ảnh lại mọi người ạ. Chứ không YouTube không cho mình đăng những cái hình ảnh như này lên đâu. Đây, được một con to chưa? Này, có thịt ăn rồi. Thôi để đây đã, đi lấy điện thoại đã. Hồi nãy đến giờ mình đi thăm hết bẫy rồi mọi người ạ. Đi thăm cái đầu tiên thì được một con, rồi đi thăm đến tận cái cuối cùng cũng khoảng 11, 12 cái bẫy gỗ này. Nhưng mà đợt này mọi người xem này. Đây này, thấy nhiều chưa? Được 5 con chuột rừng rất là to luôn, con nào cũng bụng trắng tinh luôn nhá. Đây này, cứ vừa đi vừa quay, được cái nào thì lại cứ phải giấu giấu giếm giếm nên mình chẳng quay nữa. Mình thăm hết một loạt đi, xong rồi được bao nhiêu con mình về đây mình khoe mọi người. Đấy, vẫn phải làm mờ hình ảnh bằng cành cây lá cỏ đi mới khoe được như này đấy. Không biết là mọi người có... Đây này, nhìn xem này. Nhìn nó mờ mờ vậy thôi chứ con nào con đấy cũng rất là to luôn nhá. Đây này, được nhiều chưa? Mình đang ngồi đây mà muốn khoe mà không biết khoe thế nào thì mình cắm cái máy làm mờ đi, xong rồi như này cho mọi người xem đây. 5 con, rất là to luôn. Lên lại bẫy rồi, bây giờ mình đi về lán đó mọi người nhá. Được nhiều như này mình đang nghĩ là ăn thì cũng không ăn hết được, thì mình làm cái dàn lên để mình sấy làm chuột các bếp mọi người ạ. Đây này, bây giờ thì đi về thôi, đi qua đường trên này, đi qua lối trên này đi. Ơi, ui xách 5 con nặng trịch mọi người ạ. 5 con này chắc cỡ khoảng 2 cân hay là hơn 2 cân một tí đấy. Mỗi con phải tầm khoảng 4 lạng này này, to lắm. Để mình cho mọi người xem cái đuôi rồi nhá. Nhìn cái đuôi là thấy to rồi. Đây, đây, còn cái phần bên dưới thì YouTube người ta không cho mình đăng đâu. Mình đăng lên là người ta xóa video của mình ấy. Bây giờ chui qua cái lối này đi, rồi đi lên lán thôi. Năm nay giống như là được mùa chuột đấy mọi người ạ. Buổi tối mình đi soi cua ở bờ khe mà nghe thấy cái tiếng nó đuổi nhau nó chạy ở trên ngọn cây chuối ấy, xào 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 mà. Chất lửa vào rồi làm lông chuột thôi. Chuột này làm lông mình cũng không quay được đâu mọi người ạ.
này chỉ cần nhúng một tí nước rồi đem về thui trên ngọn lửa là nó chóc lông ra, là mình vặt lông sạch ra thôi mà. Làm như ở nhà làm con gà, con vịt thôi mà. Chất củi đây đi. Ui, này được quá nhiều luôn mọi người ạ. Trong nữa mình sẽ làm một cái giàn mình bắc qua trên này đi. Xong rồi là cho chuột lên trên này sấy, gác bếp. Bếp này thì củi than cháy thì nóng hồng lắm. Đi xuống phía dưới khe này đi lấy một ít nước mọi người ạ. Lấy một ít nước về để làm thịt chuột. Làm cái này đi để làm cái báng nước ấy. Cho nước vào đây đi. Đấy, nước đầy rồi. Ở trên rừng này phải làm cái bằng nước như này, lấy nước cho nó tiện. Nước đầy này, đi về thôi. Vào nồi này đi. Xong này chỉ việc bây giờ chất lửa to vào xong rồi cho chuột lên đây sấy thôi. Ở trong rừng nhiều củi, nhìn bếp cháy đùng đùng ấy, thích chưa? Cái giàn sấy thì mình vừa mới di chuyển nhấc nó lên trên này, mình cất đây. Chờ khi nào lửa nó cháy hết số củi này còn nguyên than thì mình đem ra mình sấy mọi người nhá. Chờ một lúc nữa, không lửa nó cháy to quá thì nó ngọn lửa nó bùng lên nó cháy nốt cả cái giàn sấy của mình. Còn chuột thì vẫn để ở phía bên này. Đây. Rất là nhiều luôn. Tạm thời để đây đã. Cứ ngồi ở lán chờ lửa nóng, mình đi lang thang lên khu đằng sau lán hái được một nắm lá chua này. Cái lá này chỗ mình gọi là lá chua mọi người ạ. Rất là chua luôn. Để ở đây, chốc nữa ăn thịt chuột xong thì mình làm món này lên ăn mọi người nhá. Còn bên này lửa bây giờ cháy hết củi rồi, còn nguyên than đây này. Này nóng lắm, này bỏ cái này xuống là sấy thôi. Chứ như lúc đầu mình lửa nó cháy to mình phải cho lên trên, chứ không để đây ngọn lửa nó ui nóng lắm này. Đấy, này bây giờ cho chuột lên là sấy thôi.
Wow. Xé một miếng đùi này. Mọi người nhìn này, ngon chưa? Ui, mỡ nó chảy này. Bóng loáng hết cả cái phần da lên. Ngon chưa? Ăn một miếng xem nào. Đây này, chấm với ớt. Mùi ớt này mình cho vào trong ống tre đi. Giã cho nó nhỏ. Quyện lại với nhau tất cả như này. Rồi chấm một miếng mọi người nha. Nhìn ngon chưa? Ui dồi. Xem nào. Nóng quá. Xin mời tất cả mọi người nha. Quên mất. Đói quá đi. Mải làm xong giờ này cũng đầu giờ chiều đấy mọi người ạ. Nóng. Ui. Nó nhiều thịt ăn đã quá. Mình cứ vừa để ở trên này vừa sấy, xé miếng nào ra ăn miếng đấy cho nó nóng mọi người ạ. Ăn nóng cái này nó mới ngon đấy. Đây này, nhìn thích chưa? Mọi người nhìn này. Này, miếng đùi chuột ngon chưa? Mình vừa mới cắt ở trên giàn sấy xuống, rất là nóng luôn. Nóng hổi, mời mọi người miếng này nhá. Nhìn phần da này. Phần da này nhìn ngon chưa? Da này ăn ngon lắm, chấm muối ớt. Chấm một miếng cay cay vào. Đây này. Ngon chưa?
xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người một ngày tràn đầy niềm vui và sức khỏe nha. Buổi sáng sớm ở trong rừng, bình minh lên, mặt trời mọc, cũng là lúc những cái loại chim muông thú rừng ở trong rừng nó thức giấc bắt đầu một ngày mới. Tiếng chim thì nó hót líu lo ở trên đầu, còn tiếng thú rừng thì nó kêu ở phía đồi xa xa, vọng lại về đây. Còn mình thì ở đây, được hòa mình vào với thiên nhiên, được ngắm bình minh, được lắng nghe, chứng kiến hết những cái âm thanh của rừng. Cảm giác rất là bình yên và tuyệt vời luôn mọi người ạ. Buổi sáng những cái loại chim, những cái loại thú rừng nó thức giấc để đi kiếm ăn. Mình ở trong này thì cũng như chúng nó thôi. Cũng sau một đêm thức dậy thì cũng phải đi tìm kiếm thức ăn dành cho ngày hôm nay. Những con chim, con sóc ở trong rừng thì có nhiều lắm, nhưng mà mình không bẫy đâu. Mình lựa chọn bẫy chuột thôi mọi người ạ. Vì con chuột này thì nó có mặt ở khắp mọi nơi, mình rất dễ dàng có thể bẫy được nó. Còn chim với cả sóc thì để cho nó kêu, nó hót, cho nó vui rừng thôi. Mùa này ở trong rừng những cái loại quả mà mình có thể ăn được nó qua mùa hết rồi, không còn nữa. Chỉ có những cái loại quả mà dành cho thú rừng, dành cho những con sóc, con chuột nó ăn ấy thì lại có rất là nhiều. Mình đang đi đến đây lại gặp có một cây độc ở đây này mọi người. Cái cây này trước đây mình đã từng chia sẻ một lần rồi, nhưng không biết mọi người còn nhớ không. Đây này, ở trong khung hình này mọi người đã bằng này cái cây, mọi người đã phát hiện ra nó là cái cây nào chưa? Trong rừng rậm cái cây này nó có rất là nhiều luôn. Đây nha, mình chỉ nha. Đây này, nó chính là cái cây này này. Đây này, cây này là cây lá han đấy mọi người. Loại này là loại cây lá han dây ấy. Lá han nó có nhiều loại lắm, nhưng mà ở trong rừng này có cái loại này rất là nhiều luôn. Đây này, trên này có một cây nữa này. Đây, mọi người thấy chưa? Đây nha. Đây này. Cái cây này mình mà đi ấy, đi lại xong rồi vô tình mình chạm phải những cái phần cạnh lá này này, nó có cái gai này. Đây này. Mình chủ động cầm vào như này thì không sao đâu, nhưng mà vô tình chạm vào đây, chạm vào những cái mép lá này thì nó đốt rất là đau luôn. Nó đau giống như là bị con bọ nẹt đốt ấy. Nên là mọi người đi mà gặp cái cây này này thì cứ tránh xa ra nha, không nó đốt cho thì đau lắm. Ui, đây mình lại phát hiện ra thêm một cây nữa này. Đây này. Một cây thuốc chữa bệnh mọc ở ngay bên cạnh một cây có độc mọi người ạ. Đây này. Cái cây này là cây thuốc đấy. Cái cây này nếu mà lấy nguyên cái thân cây này về để phơi khô, đun nước lên thì đun nước lên để uống thì nó có cái tác dụng giải nhiệt mát gan rất là tốt luôn. Còn cái phần lá này này, lá tươi này này, thì nếu mà ai mà bị đau răng ấy, đau răng rồi viêm răng, viêm lợi ấy, thì lấy cái hái cái búp này này, cái lá non, cái búp này về để nhai cho nó, bỏ vào miệng nhai ấy, nhai một lúc là nó tẩy hết những cái chất bẩn, những cái mùi hôi, rồi là nó đỡ ngay, nó hạ nhiệt, nó làm mát ngay, nó không bị sưng, bị nóng nữa, bị tấy nữa. Đây này, nó chính là cái loại cây này. Đây này, mọi người nhìn thấy rõ không? Này, cái lá nó như này này. Đấy. Còn đây là gốc nó này. Cái loại này là cái loại nó mọc bò trên mặt đất thôi mà. Cái thân nó là thân cây dây thôi. Đây này. Nó mọc như thế này này. Đấy. Cái này rất là tốt luôn đấy. Đây này. Cái cây này mà bỏ vào miệng nhai thì nó hơi nhớt nhớt một tí. Nhưng mà được cái là đang đau răng này, xong rồi là nó nóng, nó tấy thì mình nhai cái cây này vào là một lát nữa là nó mát ngay, nó dịu ngay. Đây này. Đấy, cây này rất là tốt luôn. Cái cây là han này để đây thì cũng không có cái tác dụng gì đâu. Trừ khử nó đi mọi người nha. Chặt đi, để lỡ ai mà đi qua đây thì không lo quệt phải nó nữa. Đây này. Cây này rất là nhiều luôn. Chặt nó đi.
Đây lại có cây rau bồ khai này mọi người. Cây này, nhưng mà cây này nó già mất rồi. Cái nấu ăn rất là ngon luôn. Cái cây này nó cũng có cái tác dụng giải nhiệt mát gan đấy. Đây này, hai cây mọc cạnh nhau. Nhưng mà mùa này nó qua mùa nó già mất rồi. Cái cây này thì phải hết mùa đông sang tới mùa xuân nó bắt đầu nó mới mọc những cái chồi non. Nó mọc những cái chồi non lên thì mình có thể mình hái những cái ngọn đấy về nấu ăn rất là ngon luôn. Còn cái này già rồi, để đây thôi mọi người nha. Đi lại ở trong rừng như này, mình cũng hay để ý xem có cây rau nào không. Có thì mình hái về để nấu ăn luôn. Nhưng mà cái địa hình giữa rừng thế này, trên đầu mình thì toàn cây to, nó mọc, nó cớm hết xuống dưới này, nó không có ánh sáng ấy. Nên là thực vật ở dưới này nó khó phát triển lắm, nó hiếm rau lắm. Thi thoảng gặp được một cây rau thì nó lại qua mùa mất rồi. Nó lại phải sang tới mùa xuân nó mới mọc chồi non cơ. Còn bây giờ muốn có nhiều, kiếm được nhiều rau xanh để ăn thì lại phải di chuyển xuống cái khu vực thấp hơn, xuống khu vực gần bờ khe, bờ suối ấy, thì ở đấy nó ẩm ướt, nó mới mọc được nhiều, nó mới có nhiều rau mọc ở đấy. Thôi đi xuống đây đi, xuống đây thôi nào. Mọi người nhìn này, ở đây có một cái vách đá. Ở cái chỗ này mình phát hiện ra dấu vết của con trồn rất là rõ ràng đây luôn. Đây này, nó đi lại qua cái đường này, đi lại qua đây, trèo lên viên đá này, đi xuống đây, xuống đây đi sang bên kia. Nó đi lại qua đây rất là nhiều lần rồi, nên là để lại cái vết chân, vết nốt chân với cả là vết đất nó bám ở trên viên đá rất là rõ ràng luôn. Đây này, mọi người nhìn cái viên đá này. Đây, nó cứ trèo đi trèo lại cái viên đá này nhẵn hết mà. Cái chân của nó dẫm xuống đất đi, xong rồi nó dính đất, dính bùn ấy, xong rồi nó lại trèo lên viên đá này. Để lại bao nhiêu đất, vết bùn ở trên viên đá này. Đây này, thấy không? Ở dưới cái chỗ đất này có rất là nhiều nốt chân luôn. Để mình quay cận cảnh ở trong người xem nhá. Đây này, mọi người thấy không? Cái nốt chân nó dẫm này này. Cái nốt chân cả đây nữa này. Nốt chân nó dẫm xuống đất đi, nó in cái dấu xuống giống như là nốt chân của con mèo ấy. Đây là nốt chân của con trồn ấy. Đây này. Đây, nốt chân rất là rõ ràng luôn đây này. Mấy ngón chân của nó bấu xuống cái đất đi như này đấy. Ui, nó còn tha cả ốc vào đây nó ăn đây này. Đây là vỏ con ốc rừng ấy. Nó ăn hết cái phần thịt bên trong rồi. Còn nguyên cái vỏ như này thôi. Ui, đây nữa này. Đây nữa này. Nó tha bao nhiêu ốc vào đây nó ăn đây này. Nốt chân nhiều như này, rõ ràng như này thì có khi phải có mấy con liền ấy. Có khi đêm đến nó còn mấy con nó tụ tập ở đây, nó tha ốc về nó ăn. Như là mở hội đây ấy. Nhưng mà trồn này thì kệ thôi. Thôi không la cà nữa, bây giờ tranh thủ đi sang cái phía khu vực đánh bẫy của mình mọi người nhá. Đi sang thăm xem đã được gì chưa. Đây, cứ chui qua cái lối này đi thôi. Cái cảnh thăm bẫy này ngày trước, trước đây nó còn phù hợp thì mình còn quay được. Còn bây giờ người ta cấm, người ta không cho quay những cái hình ảnh đấy nữa. Nếu mà mình không tuân thủ thì YouTube người ta khóa kênh của mình vào đấy. Nên là mọi người xem thông cảm giúp mình với nha. Thôi thì mình cứ đi thăm hết một vòng xem có được con gì không. Nếu mà được thì mình dồn lại rồi mình làm mờ đi rồi mình khoe mọi người sau nha. Cái bẫy đầu tiên mọi người ạ. Nhưng mà cái này vẫn chưa được đâu. Mọi người nhìn kìa, cái hang phía bên trong tối om và trong hốc cây kìa. Ở trong này có một tổ chuột trong đấy đấy. Mình đặt cái bẫy qua phía bên ngoài cửa hang này đi. Rồi lấy lá cây, chèn hai đầu này lại. Con chuột đêm nó ra thì bắt buộc nó phải đi qua lối này. Rồi đi qua cái bẫy này của mình mọi người nhá. Cắm cho nó thêm một ít lá cây ở đây nữa.
cho cái hang nó tối tối thì đêm nó mới dám ra. Không nó sáng quá. Để đi. Rồi đi thăm cái tiếp theo đây. Này, được rồi đấy. Từ nãy tới giờ mình đi thăm hết bẫy rồi mọi người ạ. Mọi người chuẩn bị chưa? Đến 1 đến 3 nhá. Ui, con muỗi nó đốt. 1 2 3. Đây, mọi người thấy nhiều chưa? Đây này. Hôm trước chỉ một tay cầm thôi nhưng mà hôm nay hai tay luôn. Nhiều chưa? Mình ở trong này cứ đi lang thang trong rừng, thấy chỗ nào đẹp là mình làm bẫy mình đặt vào đấy. Đây này, nhiều chưa? Toàn chỗ đẹp thôi. Cái mùa này thì có nhiều cái loại quả nó tới nó ăn quả ấy, thế là mình cứ đặt bẫy vào đấy đi. Đặt được như thế này cơ mà. Đây này. Ui, thử đếm xem là được bao nhiêu con nhá. Ui, thế nào. 2 này, 3, 4, 5, 5, bên này 5 con nữa. Ui, thế là được 10 con. Được tròn chẵn luôn 10 con mọi người ạ. Đây này, toàn chuột rừng. Con nào con nấy cũng to. Ui, hôm nay được nhiều này. Cái chỗ này chắc khoảng tầm khoảng 3-4 cân đấy. Nhiều chưa? Chuột to thì mình bẫy được rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà để mà trong một ngày mình bẫy được bằng này con, được hẳn 10 con to thì đây là lần đầu tiên mọi người ạ. Được rất là nhiều luôn. Đây là lần nhiều nhất đấy. Đây này. Ui, không được thì mà không được, mà được nhiều thế này thì chốc nữa đem về làm cái khâu mà làm lông sơ chế là cũng mất nhiều thời gian lắm đấy. Làm mệt đấy. Thôi, để đây thôi, xong là mình đi về thôi mọi người nhá. Trên đường về đi qua đây, mình thấy ở đây có rất là nhiều củi khô luôn này mọi người. Mình vừa mới kiểm tra qua, toàn là củi cứng thôi. Thôi bây giờ tranh thủ lấy thêm một ít củi nữa về để đun mọi người nha. Xong số củi ở nhà cũng còn một tí thôi. Hôm nay gọi là trúng lớn rồi đấy, được rất là nhiều chuột luôn. Lấy thêm một ít củi nữa về để đun cho nó thoải mái. Thank you.
Bây giờ là hơn 5 giờ chiều rồi mọi người ạ. Trời bắt đầu tối rồi. Đây này. Bên ngoài trời thì vẫn còn sáng nhưng mà ở trong rừng thì tối rồi. Hôm nay được rất là nhiều chuột luôn. Được 10 con. Thế là cả ngày hôm nay mình cũng loanh quanh làm thịt chuột là cũng đến tối luôn đấy. Làm sạch đi băm, lần này mình băm thành miếng vừa ăn như thế này. Để lúc mình ăn mình đỡ phải cắt, phải xé nữa. Này, đến lúc ăn thì cứ cầm cả miếng to như này ăn thôi. Đậy cái lá chuối lên cho nó hấp hơi cho mau chín. Chiều nay làm lâu quá, thế là mình nướng một con ăn trước cho đỡ đói mọi người ạ. Dọn dẹp xong thì làm được thêm một cái bát nữa này. Cái này để chốc nữa bỏ nước chấm vào trong này, chấm cho nó muối ớt cho vào trong này cho nó đàng hoàng. Còn cái này là cái thớt treo trên này đi. Này có thịt thì lại đem ra để băm. Đây, tạm thời để đây cho nó gọn đã mọi người nha. À, cái bát này mình, cái bát này mình làm bằng cái cây tre, nó còn tươi lắm. Úp lên trên này đi cho nó khô. Úp lên đây đi, trong nữa nó khắc khô. Không, cái tre tươi này mình cứ để tươi này dùng thì nó không bền đâu. Mình dùng tươi này đến ngày mai, ngày kia là bắt đầu là nó mốc ra là nó hỏng ấy. Mình cho lên trên này sấy khô thì nó khô rồi thì nó sẽ không bị mốc nữa. Mình sẽ sử dụng được lâu hơn, nó bền hơn. Đấy, cứ để đây thôi. Đêm trong đêm ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày xưa. Mẹ về đứng dưới mưa, che đàn con nằm ngủ, che từng vết quần. Ngồi ở lán chờ thịt nó chín. Không biết làm cái gì. Mình lang thang đi xung quanh lán đây này mọi người. Thấy có cái hoa kè này, hôm nay nó rụng rất là nhiều luôn. Này rụng tươi mà, còn mới mà. Hôm trước mình đi qua đây thì nó rụng có một bông thôi. Thế là thấy ít quá, mình chẳng lấy. Hôm nay đi qua đây, hôm nay nó lại rụng nhiều này. Này ăn ngon lắm, ăn nó đắng đắng nhưng mà rất là ngon luôn. Đây này, ngon chưa? Nhặt lấy một ít về để luộc ăn mọi người nhá. Ui đây này. Đây, cái này ăn rất là ngon luôn đấy. Mình rất là thích ăn cái hoa này luôn. Đi quanh đây xem. À đây, cái gốc của nó chính là cái cây này này. Cao lên tít trên kia. Này hôm nay gió to nó mới rụng xuống đấy. Bên này có nữa này. Đây. Hoa kè. Cái này ai mà ăn được đắng ấy thì thấy ngon. Nhưng mà ai mà không ăn được đắng thì lại không ăn được cái này đâu. Cái này nó đắng như lá đu đủ ấy. Bên này nữa này. Này. Ui, nhiều đấy. Xem nó còn nữa không. Nhặt lấy một nắm mang về làm ống tre ăn luôn. Ui, càng lúc gió càng to mọi người ạ. Đây nữa này. Cái tiếng gì ở dưới kia ấy. Tiếng gì ấy. Con gì kêu dưới kia ấy. Im nghe xem nào. Ồ. Con chim diều hâu. Cái con chim diều hâu này nó kêu, biết nó kêu kiểu dọa người đấy. Ui. Giờ không thể kêu nữa. Nó kêu. Nó kêu wow. Wow. Cái này này. Thôi hái nhặt hoa kè tiếp thôi. Ui. Chắc là trời sắp mưa nên nó kêu ấy. Lâu rồi không có trận mưa nào cả. Mình nghe thấy không?
là điện thoại có ghi được âm thanh đấy không, nhưng mà mình nghe rất là rõ luôn. Ui, được một nắm rồi đây này. Được hơn chục bông thế này mọi người ạ. Vẫn còn mấy bông nữa nhưng mà nó ở dưới mặt đất nó héo quá. À, đây thêm một bông nữa này. Nó héo ít thì mình còn ăn được. Nhưng mà nó héo quá, héo nhiều thì bỏ thôi. Đây này. Bằng này là đủ ăn rồi. Thôi, lấy về lán thôi. Lán mình thì ở tít trên này. Đi lên một đoạn nữa. Này để đâu được nhỉ? Thôi cứ để tạm thời để đây đã. Chốc nữa mình rửa qua đã, xong rồi là cho trong ống tre đi, lam lên ăn tối mọi người nha. Rồi, để đây đi. Ui, lật được rồi đấy. Ui. Lật này xong rồi là nổi lửa lên to thêm một tí, sấy nốt cái mặt bên lại này, còn lại này. Hôm nay được nhiều thịt như này thì tha hồ mà ăn. Cái này là phần đuôi. Để sang bên cạnh đi. Ui. Nóng quá. Ui, cái gian sấy mà sấy thịt chuột thôi mà như là sấy cả một nửa con lợn đây ấy. Rất là nhiều thịt luôn. Này ăn ngon lắm. Thịt chuột rừng. Ui, nó béo, mỡ nó chảy ra. Ăn tối thôi mọi người ơi. Rất là ngon luôn. Tối nay có thêm cả món hoa kè nữa. Đây này. Hoa kè lam cho vào cái ống tre này đi. Thịt chuột nướng. Đấy. Mình có mấy quả ớt tươi để lâu quá, thế là nó mình không bảo quản được ấy, nó bị nhũn đi. Thế là mình mang ớt tươi về mình nướng lên, xong rồi là cho lẫn muối vào, cho vào trong cái ống tre đi, giã nhỏ quyện lại với nhau này, xong mình đem cho lên bếp đi hơ nó nóng như kiểu rang lên ấy, xong rồi nó khô vào như này nhìn rất là ngon luôn. Thôi còn bây giờ thì thưởng thức thôi mọi người nha, đói rồi, nhìn ngon lắm. Ăn tối thôi mọi người. Ui, ngon lắm. Thịt chuột này mình lấy một phần ra thôi, lấy một phần ít thôi. Còn lại thì vẫn để ở trên giàn sấy này sấy cho nó khô. Mình phải sấy nó khô thì mới bảo quản được lâu. Ui.
Mình lấy mấy miếng á, toàn là đùi chuột thôi. Xin mời tất cả mọi người cũng ăn tối với mình nha. Rất là ngon luôn. Đũa này để đây đã. Dùng tay ăn bốc thôi, không cái này nó dai lắm, dùng đũa mình không gắp được đâu. Ui, lửa cháy to quá. Ui. Cháy to này trông nó cháy đấy, cho nó bớt bớt thôi. Trong rừng thì cứ như này thôi mà. Rồi, xin mời tất cả mọi người nha. Ăn một miếng này. Nó hơi khô mọi người ạ, cho một tí nước vào đây chấm nó mới dính được. Ướt ướt này mình chấm vào nó mới dính. Mình muối vào miếng thịt đi. Rồi. Ngon lắm. Ui. Miếng đùi chuột như này cơ mà. Rất là nhiều thịt luôn. Ngon. Tầm này mình ăn thì thịt nó chưa bị khô quá, nó vẫn còn ngon mọi người ạ. Để nó khô quá thì ăn nó cũng ngon, nhưng mà nó ngon kiểu khác. Mình thích ăn cái lúc mà nó chín mà trong thịt nó vẫn còn ướt ấy, ăn nó ngọt, ăn nó vẫn ngon hơn. Giờ không thấy cái con chim kia nó kêu nữa. Lúc nãy còn sớm trăng sáng nó kêu. Chim diều hâu. Con này nó thấy trăng sáng nó mới kêu ấy. Ngọt quá. Thưởng thức một miếng hoa kè mọi người ạ. Cái hoa này hoa này giống hoa bí, mình cứ thấy nó giống hoa gì mà không nhớ ra. Đây này. Hoa kè. Này ăn đắng lắm. Nhưng mà mình thích cái vị đắng của cái hoa này ấy. Chấm một ít muối ớt, rất là ngon luôn. Xin mời tất cả mọi người nha. Cái hoa này nó rất là dày luôn. Đây này. Hoa nó dày lắm. Chấm ăn nó giòn giòn. Sực sực, rất là ngon luôn. Ăn thêm miếng nữa. Là một miếng đùi chuột mọi người ạ. Ăn thịt chuột thì phải cầm cả miếng như này ăn đấy mọi người ạ. Có đũa đấy nhưng mà mình không dùng đâu. Mọi người đừng chê là mình ăn bẩn nha. Cầm tay này nó bẩn nha. Vì đũa này gắp nó không chắc đâu. Cái thịt nó dai lắm. Mình phải cầm tay như này cắn nó mới chắc đấy. Còn dùng đũa gắp là cắn thế này nó dai là bị tuột miếng thịt rơi ra luôn đấy. Đũa không gắp nổi đâu. Phải cầm tay này ăn là mới chắc đấy. Dài lắm.
Bát này ăn xong lại úp chả vào đây cho nó khô đi. Nào, mai dùng tiếp. Đây, để đựng muối. Đôi đũa này thì cho cắm lên trên này đi. Trời hôm nay nhiều gió nhưng mà cũng không lạnh lắm mọi người ạ. Trời nó vẫn ấm ấm thôi, cũng không rét hẳn đâu. Nào cho sang bên này cho nó gọn. Ăn xong thì bây giờ ngồi trông cái dàn thịt chuột này thôi. Cứ để cho lửa nó ở dưới hong ấm ấm lên thôi, chứ không để lửa to quá, không nó lại bị khô quá, không nó khô mất thì ăn nó mất ngon. Thôi, video hôm nay của mình đến đây cũng khá là dài rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình tới giờ phút này nhá. Mọi người xem đừng quên bấm vào like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình với. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào ngày mai.